được mang số. Quý vị đón số mấy nào? Thưa quý vị, giải nhì thuộc về thí sinh mang số mấy à? 1 hay là 2 anh? Bây giờ chúng ta cho một cái bật mã đi. Là số 1 hay là số 2? Số 1 trước. Số 1 đứng đầu là số 10 mấy. Quý vị nào có mang số 10 mấy thì 10 mấy, anh cũng nói số 10 mấy nào. 14. Rồi bên đây là 15. 15. 19. Rồi có ai nữa? Số 10. Số 10 là cái gậy đó. 18. Nhà hàng mà chết sạch có nói là nếu mà ai đó đúng á được tặng free đi đầu quý một bàn luôn. Sao mà mình làm nãy giờ giống cái số đề của gì nào? Thôi để mà khỏi làm mất thời gian quý vị hồi hộp. Và cái thứ vị xin mời anh Công lên sân khấu. Thưa quý vị, giải gì rớt vào thí sinh mang số 1 gia đình có người nhất đó là số 19 nào ơi. Thưa quý vị, giải gì của chương trình karaoke tối hôm nay thí sinh mang số 10. Và chúng tôi xin mời anh Hồng Công Anh của Hồ Văn Học Việt đã lên tặng món quà cho Hồng Anh. Hồng Anh nhớ trả tiền MC nha. Nãy giờ la cao cổ. Anh à, ta có 500 anh bắt đi chia. Ác thiệt. Thưa quý vị, anh Công, chủ của tập đoàn Phở Bắc Hoa Việt đang trao giải nhì cho thí sinh mang số 19 Hồng Anh. Xin cảm ơn anh Công và hy vọng năm sau anh Công đã ủng hộ chúng ta thi karaoke lần thứ nhất, lần thứ hai và mong rằng Phở Bắc Hoa Việt sẽ ủng hộ lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ 1001. Yeah, thưa quý vị, cho thí sinh mang số 19 một tràng pháo tay. Và giải nhất. Wow. Và thưa quý vị, giải nhất bây giờ thì chưa có kết quả, chúng tôi sẽ đăng báo. Xin cảm ơn chị. Quý vị và xin gặp quý vị hẹn tuần sau tại nhà hàng TNB. Có nghĩa là bây giờ không phát quà đi về rồi tuần tới mới nhận quà. Và thưa quý vị, giải nhất mang số mấy? Quý vị số mấy nào quý vị? Số mấy? Một. Thăng môn phải nữa. Hạng nhất mang số 4, 40 mấy á. 10. Kính thưa quý vị, giải nhất được mang số 35. Sao biết cái số này của anh quá? Chúng tôi mời một cái người nào phát giải nhất em. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được Cashwick, người đại diện cho Cashwick lên đây. Chúng tôi xin được trân trọng một người đại diện cho Cashwick Casino lên đây để trao giải nhất đêm nay. Xin mời. Và xin được cho một tràng pháo tay cho anh Lương Đại Kiếp. Và thứ này người thứ hai nữa là chị Khánh của Fries Karaoke sẽ giao luôn cái giải nhất. Fries Karaoke tại sân khấu chúng ta. Xin mời chị Khánh lên sân khấu. Thì theo quý vị được biết là giải nhất á được sòng bài khách khuyết bảo trợ $1,000 và hai cái speaker từ karaoke Best Price. Best Price. Dạ. Và chị Khánh ơi, hình như là tôi có nghe được chị Khánh, hình như tôi nghe được là chị chưa tặng cho ba cái microphone wireless, ba MC phải không? Hình như em nhìn thấy cái gì chứ nữa, tôi anh lấy NGH. Dạ không biết thấy cái gì nào có chữ NGH. Thưa quý vị, giải nhất tối hôm nay chưa hồi hộp rất hợp. Chúng tôi xin mời MC Hoàng Gia Thiên và cảm ơn xuống đây luôn. Mời xuống đây luôn để chúng ta có phần hồi hộp nữa chút xíu nữa. Không biết sao mà em nhìn thấy cái chữ H và chữ N. Xuống đây. Và thưa quý vị, giải nhất dành cho thí sinh mang số quay hay là những người nào có số 1 đi ra trước đi. Số 1 thí sinh. Tôi thì không biết thí sinh nào hết. Thưa quý vị, bây giờ Lưu Vinh Hải với Cẩm Văn Yên nha, cho bài thi tuyên bố nha. Giải nhất tối hôm nay lọt vào thí sinh may mắn nhất của năm 2009 mang số 1. Số 1. Chương trình karaoke lọt vào thí sinh mang số 10 Ngô Đức Thịnh với cái chi phiếu là $1,000 và một cái cặp speaker cho
Voice Karaoke.